Hello, xin chào các anh chị. Mình tên là Thùy Trinh Nguyễn. Hôm nay Thùy Trinh muốn chia sẻ với các anh chị một cái sản phẩm đặc biệt và độc đáo nhất của Pharmanax, đó là Aesop Vitality. Thành phần ở trong Aesop Vitality gồm có đông trùng hạ thảo được chiết xuất với kỹ thuật nuôi trồng và bào chế đặc biệt với chất lượng tối ưu. Cái thứ nhì đó là một loại nhân sâm dùng trong y học, và thứ ba là một chiết xuất độc đáo từ của trái lựu. Đây là một cái thực phẩm bổ sung, không phải là thuốc trị bệnh, hoàn toàn từ dược thảo thiên nhiên nên không có phản ứng phụ. Aesop Vitality hoạt động như thế nào? Thì như anh chị đã biết đó, khi tuổi càng cao thì khả năng sử dụng và tái tạo năng lượng của cơ thể bị giảm đáng kể, do đó gây ra tình trạng mất năng lực về sức sống của tuổi xuân và bị đưa ra nhiều biến chứng đau nhức khác nhau cho cơ thể. Aesop Vitality được bào chế theo một công thức đặc biệt, hầu có thể tác động đến cái nguyên nhân gây ra tình trạng mất năng lực vì vấn đề tuổi tác, hỗ trợ 52 cái gene liên quan tới cái ti lập thể, tức là cái mitochondria, hầu để khôi phục và tái tạo lại cái ti lập thể, mang lại năng lượng và sức sống cho mình như mình hồi còn trẻ. Aesop Vitality có thể phục hoạt ba khía cạnh chính yếu. Thứ nhất là về sức sống thể chất, thứ hai là sự minh mẫn về trí tuệ, thứ ba là làm gia tăng sự ham muốn về tình dục. Kỹ thuật Aesop là một cái phát triển lớn nhất và độc đáo nhất trong việc chống lão hóa hiện nay, làm đảo ngược được cái tiến trình lão hóa ở mức độ di truyền. Cách sử dụng là như thế nào? Thì cái này có thể dùng một ngày là maximum tối là 6 viên, mỗi sáng 3 viên, chiều 3 viên. Anh chị có thể dùng trước hoặc là sau khi ăn. Không nên dùng quá 6 viên trong một ngày. Tuổi từ 18 trở lên là có thể sử dụng được Aesop Vitality. Đặc biệt thì các anh chị nên lưu ý, nếu mà bị huyết áp cao thì không nên dùng 6 viên Aesop Vitality trong vòng một ngày, bởi vì trong đây có nhân sâm. Nhân sâm sẽ làm cho huyết áp cao thêm, và nhân sâm có tác động là nó sẽ tác động vào cái alpha 1 receptor trong cơ thể của mình, cho nên làm cho cái receptor contract, cho nên làm cho huyết áp sẽ tăng thêm. Cho nên những người có huyết áp cao thì nên cẩn thận, chỉ dùng một viên một ngày thôi, rồi từ từ mình sẽ lên 2 viên, rồi từ từ mình lên 3, rồi sau đó mình sẽ lên 4, và giữ ở 4 cho một khoảng thời gian để cho nó thích ứng. Khi cơ thể của mình thích ứng rồi thì cái Aesop Vitality có thể giúp khôi phục và điều chỉnh lại cái huyết áp của mình trở lại bình thường.